Trời ơi, nó chết rồi. À, đang cao lên xíu nữa. Xin mời các bạn đến với kênh Đại Lâm Buôn Đồ Dò. Mình đi vi tàu lao cho bên đâu Trần Hoàng Đại Lâm Malo Tây Ly. Đây là kèo chế kỳ đội rất hấp dẫn các bạn. Hiện giờ tỷ số đang nghiêng về cho Sông Bà Rang 97. Sân 2, số 22 Nguyễn Hữu Cảnh, Dĩ An, Bình Dương. Sân của Vinh Siêu Nhân. Và mình nhí. Nếu chứ mà ông kính có lầm là Hước và Hoàng Di Cọp Gò Sòi. Còn bên kia là Chí Thông kia cho Sang Bà Rang. Lại là Hoàng Di tự sát tiếp tục. 17 16 chưa, còn xa lắm. Dư địa vô xíu nó có được dài. Lâm quay nửa hẹp cho các bạn xem đó các bạn ơi. Vì trận đấu này quay không đủ dung lượng đâu các bạn ơi. Kỳ đội lâu lắm mới được một trái. Coi nản lòng chiến sĩ luôn. Sỉnh sỉnh đang đứng trước màn hình ống kính của Lâm, mách bảo cho Di như thế nào đây? Rồi ta coi sau lưng ta coi lâm la mà đi đâu lộn lộn hoài vậy? 17 hoài rồi. Quay cho Sao Bà Rang 11-7. Thật sự Sao Bà Rang quá ghê và quá ghê. Đất của Dĩ An, Bình Dương là thánh địa của Sao Bà Rang, từng giết những con cọp Long Kỳ, Quyền Hải Phòng, Tài Nhỏ, Tưng Đen. Và đủ thứ cá cọp. Quá ghê cho Sang Bà Rang. Quá hay cho Chí Thông. Một pha bắt bài của Chí Thông. Chí Thông cái đòn quá dài các bạn ơi. Quá hay cho Chí Thông. Quá hay cho cái chân của Sơn Bà Rang. Quá hay. Thật sự mà nói về thể lực thì Sang Bà Rang gấp đôi biên của Hoàng Di Cọp rồi. Rồi gấp cái ngực nữa. Nếu không có gì thay đổi, một ngày anh em Gò Sòi ra tới đảo Vườn Sòi. Bật dơi rồi. Dơi. Thật sao bây giờ tao nói mày nghe, bây giờ nó về Dĩ An này nha. Thật sự nha. Không biết bao nhiêu con cọp chết với nó này nha. Đừng có đùa. Tỷ số hiện tại bây giờ là 12-7 nghiêng về cho Sang Phá Rang. Là
lên độ 7, 6, 7 ngon đúng không? 7, 8. Đội với anh giặt lư, giặt bển nữa, nó giặt về á, lên chín. Xong. Hết phim. Hoàng Duy tự kết liễu mình. 13-7. Quá hay. Đẳng cấp sang Phan Rang lên trên đúng lúc. 14-7. Trang lẹ quá. Tám mười bốn. Thật sự đang độ chính của Sang Paran. Sang Paran 26 tuổi các bạn ơi, độ chính đang rất chính. Tám mười bốn. Tần như lửa với tô đầu quân cho sân của Di đầu Tần Sang trở lên luôn, nổi luôn á nội. Không thể chết Chí Thống được các bạn ơi, Chí Thống đòn dài quá. Quá hay cho cái giò Sang Marang. Một pha quăng người của Sang Marang, bóng phong qua lưới. 9-14. Còn đây là hàng 6 Huyền Thoại Ba Đía. Bỏ tiền tuổi đi không? Bỏ tiền ra chi hả? Chưa mà. Năm nay à, năm nay à. 9-14. Đây là cao thủ Lửa Lửa, cao 1m41 và Tân Quốc Tân hiện tại bây giờ đang đầu quân cho Dĩ An các bạn. Thủ thiếu Eto đó là bộ ba của 12 quá ghê. Đang đầu quân về Dĩ An nha các bạn. Ngoài rồi. Một pha kết thúc quá hay của Samara. 15-9. Hết cách luôn. Bóng ngoài. 10-15. Một pha kết thúc quá gọn của Samara, đáng tiếc bóng bay ra ngoài. 1 quả tự sát tại đám lát của Sang Paran. Thoải mái đi, lai léo gì cho thoải mái nè. Đây là hàng Thoại qua Huyền Thoại Ba Đía đang đá bạc. À, hàng tháng Ba Đía phải nuôi cá chép rồng gì tầm lum tới la nè các bạn ơi.
quýnh cho tao, quýnh cho mày nó từ luôn. Cho mẹ nó, mình có tiền mình chơi rồi, em nói nếu sợ có tiền mình chơi rồi, sao rồi mẹ nó. Bà đế mua quạt ở lâu ngoài chưa mua quạt nè. Bà đế mua quạt là cái đó hoàng thể bó nó nó. Mười hai mười lăm ra cái bà đĩa trời ơi trời đậm dữ trời. Hoàng Di tự kết thúc chương trình đài truyền hình đến đây hết, xin chúc mừng sang Phan Rang và Chi Thông qua hay qua đăng cấp cho sang Phan Rang. Nhiều anh, 7 triệu.